Hello anh em, chào mừng anh em về đến với video tiếp theo của mình. Mai lại đến với đấu trường chân lý thôi nhá. Mình là Aspi Gaming đây. Chào mừng anh em đã đến với mình. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn anh em. Không biết có lấy được top 1 hay không, anh em spam rồi quá mặt. Và chắc với nhận trận hay của mình chắc mình lấy theo công lý vào nhỉ. Và sau đây tôi và anh bình luận viên Anything sẽ bình luận về trận đấu này. Và trận đấu được bắt đầu. 6 tiền thủ. 6 tiền thủ của chúng ta đã bắt đầu vào trận đấu. Tuka, Aaron, Anything. Gì đây ta? Đồng hành cùng Tuka chứ. Đồng hành cùng bình luận viên Tuka. Sao đã chuyển lời qua cho bình luận viên Tuka chứ? Anh không chuyển lời với anh đi vệ sinh nè. Và Vân trở lại với trận đấu. Trận đấu đang anh em đang tìm trận được 52 giây rồi nhưng mà vẫn chưa có đối thủ. Bình luận viên anh đi, đang đi vệ sinh. Như chúng ta đã thấy có một người đang chơi Yasuo. Anh em đang giật thôi lấy cung được. Ê ai không lấy cung vậy? Quá hình như anh tao lấy lộn rồi không? Sự biệt danh của tôi là Tuka nhưng mà thường mọi người hay gọi tôi là tăng phở gà nhiều hơn. Tôi có dành vô gì anh đâu, anh nhường tôi đó chứ. Nhưng không sao, theo công lý của Tuka sẽ được làm hết. Để chết bắp xem. Trường Sama hình như đang cầm con cóc hay là đang spam được hình pháo thủ hay sao ấy. Tôi đoán là vậy. Uầy, chúng ta đang có một đồ rất là ngon đấy nha mọi người. Coi anh Eros đội hình thượng long, anh ta đang vô một mô hình có thể là anh chơi thiên về thượng long rất là nhiều. Thượng long đấu sĩ pháp sư hóa hình theo như một lời của tiền thủ đã chuyên về là chắc chắn Eros có biệt danh là đạt sẽ chơi spam thượng long. Ôi có hiểu. Theo như vốn kiến thức không sâu rộng của tôi sẽ chơi pháo thủ thôi mọi người ạ. Chứ mới rồi kia chắc top 8 trở lên. bắt đầu vào cuộc chiến, không biết trận đấu đầu tiên chúng ta sẽ gặp ai đây. Bánh mì ba tê cũng có thể là gặp anh Dũng Lò Vôi, King of You. Chết bài thôi.
một đối thủ ngoài lề Suret. Anh ta đang chơi đấu sĩ lề hội cuồng long. Không biết anh ta có thể chơi cuồng long đấy mọi người. Sin of You đang chơi vang hội đấu sĩ. Bánh mì pate. Ồ, vẫn chưa biết. Ồ, bánh mì pate đang có một món đồ rất là mạnh. Đó là lưỡng cực Yona. Quê. Ây da. Ây da. Theo công lý của mình, lùng viên Tuka đang bị đánh. Ây da, quá buồn. Được rồi anh em ơi. Anything chúng ta đang chơi cuồng long sẽ có trùng bài với anh Thiên Hợp Diêu đó. Thiên Hợp Diêu hình như chơi cuồng long đáng xỉu. Không, hồi nãy em thấy nó spam. Không, hình như tôi nhìn nhầm rồi. À, Suret chơi đó xỉu. Ôi trời ơi. À, nhìn là thấy Kazuma chơi kỵ sĩ rồi đó anh em ạ. Thôi, chúng ta nên xuống đáy xã hội, cứ để cho anh Kazuma làm gì đó làm. Cảm ơn anh Kazuma. Nhưng mà không, à ok. Anh Kazuma là đập tôi hơi bị nhiều rồi đó nhá. Toàn cớm không? Anh Đạt vừa mới nhắc được gì đó. Vân Vladimir đã lên 2. Vladimir. Chúng ta đã gặp Pinocchio. Không biết khi nào chúng ta có thể gặp bình luận viên Anything mà tôi mong chẳng lẽ Anything top 8 đi. Sao mình thắng rồi? Kìa. À, top 8 rồi mọi người ơi. Bill. Thank you. Xin được view ở lại nữa. Anything. Cuồng long đấu sĩ. Chịu Sama. Kỳ sĩ bác hội. Hình như trận này Chun Sama với lại Kazuma cùng ý tưởng hay sao đó mọi người. Cùng chơi đội hình kỳ sĩ mà. Cái gì vậy? Đồ tiên. Đồ kia. Kìa. Rồi là có 6 rồi đó. Ui. Bình luận với Anything không chịu được những. Wow. Phải chơi giờ để từ trường Sama ạ. Gặp đúng trường Sama luôn. Đà. À, số 9 bánh mì pate. Pháp sư pháo thủ Huyền Rồng. Châu nhờ. Ui.
gần lại xuống đáy xã hội nữa. Sao đâu mọi người? Sao đâu mọi người? Mình chơi chiến thuật giấu đồ đi mọi người, không cho ai xem hết. Mình đi giấu đồ. Tôi giấu đồ đấy. Anh Anything, anh qua đây anh bình luận cái coi. Thì như xem xét là chúng ta nên để xuống đáy xã hội rồi chúng ta đi lên mọi người. Ghê vậy. Ô Trường Sama đang đã lên được giáp lửa dành cho con Tam Ken. Quay. Má ông trời ông phù hộ mình rồi mà các bạn ơi. Hả? Đâu có, kêu ông trời ông phù hộ mình mà cookie đâu ra. Anh là anh cứ nghĩ tôi có cookie sớm à. Hỏi thế thôi. Chán với ta. Ủa không kích được hệ đốc sĩ à. Ui đẹp. Nhìn đồ rất là hơi thất vọng xíu mọi người ơi. Thôi cứ bỏ trong lửa vào cho con sen được. Ây à, gặp bánh mì 3T. Ôi không, nếu không lầm thì mình vừa mới gặp 3T giai đoạn đầu mà sao bây giờ gặp lại đó. Game đang hơi nhái Liên Quân một xíu mọi người ạ. Ui hồi máu như phát xít vậy. Không sao, mình làm được anh em, mình làm được. À ôi thua không được. Ui ôi chịu thua mình đâu, cứ chịu thắng chịu thua thế này. Ui ôi tỷ nhân sự, chúng ta tỷ nhân sự thôi mọi người. Tuyển bé Lulu, một cô bé rất dễ thương mang trong mình một cây gậy phép với 3 đồng. Không sao, anh Anything muốn chết sớm để ra bình luận cho mọi người đấy mọi người. Anh tỷ nhân sự không? Anh tìm được bé Lulu. Không, thêm được một con thôi chứ có gì đâu. Ôi anh Aaron đã lên được con Siphèn. Ôi Siphèn quá trâu với đội hình tôi hiện tại. Ôi anh cóc đỏ, anh cóc đỏ hình như ôi. Thôi anh đừng có bình luận về nhà tôi nữa, tôi biết cái nhà tôi thật sự rất là nghèo anh ạ. Chẳng có cái món đồ nào trong nhà nữa. Cái đó là anh thua nhiều đây. Thấy anh đang ở dưới đáy xã hội không?
cốc xanh và cốc đỏ. Không biết rau này chuyện tình cốc xanh và cốc đỏ có được đánh top 1, top 2 tranh giao tranh không? Cái gì? Cái gì anh em đi thêm? Ok anh em đi thêm, tôi là tôi có bài rồi, là tôi xuống đáy xã hội tôi đi lên. Giết bớt đi, giết bớt đi. Chết nhẹ nhẹ thôi. Ơ à, mình lùng viên anything. Bất lực rồi. Con heo, chú heo công lý của tôi đâu bất lực rồi. Còn cái gì? Anh có biết là cho em mình xóa cái gì của anh Hải ở gì? Cần đấy. À, thì ra là bại. Đúng ca lùng cồm. Thật sự chúng ta đã gặp ai đây? Trường Sama. Đây là một đối thủ nặng ký đối với chúng ta. Ui, anh ta đang chơi băng hồi đi rồi. À đó. Ôi. Chúng ta đã bán máu rất là sâu. Để chết coi nhà top 1 như thế nào. Ui. Ô. Nhà top 1 mới bị mục. Đây này. Buồn quá, đi rôn tướng cho vui mọi người ạ. À. Có gì vui là người rôn tướng hết. Mình biết kết cục của mình như thế nào rồi. Nhưng mà thực sự mình thua nãy giờ, nhưng mà không biết tại sao mình vẫn đang còn top 6. Ủa, chú cốc đỏ. Chúng ta nên qua giao lưu với anh cốc đỏ. Hello anh cốc đỏ. Tại giờ anh đang thua chửi máy thôi. Nhà đó vừa mới thắng nhà top 1 đó anh cốc đỏ ạ. Thấy chưa, nhà top 1 thua là chắc do con chim thèm nữa đấy. Tôi về nhà. À chắc tôi chắc tôi đi phỏng vấn tôi mới thắng rồi mọi người ạ. Thôi tiếp tục với công đoạn đi phỏng vấn thôi. Hello anh cốc xanh, anh có cảm thấy được áp lực gì khi mà nãy giờ? anh có chân hơi căng thẳng lắm mọi người, tại vì anh ta mới thua. Ok, cảm ơn anh đã nói chuyện trong bình luận này. Bye bye anh, em đi ra. À, cái hội cùng long của anh á, chú tôi vẽ cho nhá. Bye bye. Bye bye anh. À, Neko. Theo như tôi học được bài sách là trong đó có con Neko. Nhưng mà con Neko nó không kích được cái hệ gì nên tôi không mua. Tính là bữa trước đi học thầy mà thầy chỉ có mua thêm con Neko nữa. Tiêu. Lên được rồi. Bye.
Wow. Ở đây là mặt xuân rết. Như chúng ta hơi mạnh đối với đối thủ ạ. Không. Tôi đang nói hơi sai. Được mọi người. À không. Mình nói đúng rồi. Kazuma đang kiếm chuỗi thua cho mình. Hình như là 3 chuỗi thua rồi. Tôi mừng đi. Đây là chú cốc. Trái tim phá thủ. Trái tim phá thủ. Sự hơi khó mọi người ạ. Có thể cùng long được. Tại em ôi bánh mì ba tê. Ôi thật bất ngờ khi bánh mì ba tê là đổi lại đơn pháo thủ. Ui tam ken của bánh mì ba tê quá trâu. Dạ. Ui alo. Mấy con gà này mặt cổ hết. Và đối thủ Chung Sama sau khi bật lại đàm thoại thì Chung Sama đang gây rất nhiều. Thế luôn cho nhanh. Này cái cốc ai? Anh chơi ai? Anh muốn đá vô đầu ai? Boom mà anything. Hình như chúng tôi là bình luận mà chúng tôi đang hình như giống đang đả kích nhau rồi đó mọi người. À, và đây là buổi talk show đối với anh anything. Anh có điều gì muốn nói thì anh thua Tú Ca vậy. Mở cửa. Không cay nhá. Cay không cay. Đầy đủ. Ồ bánh mì ba tê. Hoài hàng thù anh ta trâu quá. Không, ăn rồi mà. Trời ơi. Được sao ta. Sai rồi. Ui, một quạt chết luôn rồi. Theo công lý giờ thành theo trang trí luôn rồi mọi người ạ.
À không sao không sao. Còn tôi làm gì có dám nói gì đâu. Con này à? Sunaka bỏ vô đây thay con này. À. Thôi được rồi. Ôi cứu. Cứu. Ồ, cookie của tôi đang được bắn rất nhiều mọi người ạ. Không. Những lời giả dối của anh editing không ai tin được đâu mọi người ạ. Lấy cái gì à, cái kiếm hay rồi, lấy luôn, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi mọi người ạ, quá đẹp rồi. Ui trời ơi, quá đẹp luôn mọi người ạ. Mua gì đấy à, drone à, lên cấp mà tưởng drone. Đâu, từ từ con này đang hai. Cái để nó trâu trâu xíu, nó gắn xíu. À. Một buổi live show với anh đi. Từ từ. Đáng quá. Đấy à. Từ đang bên luận viên mà. Hôm qua. Hello anh Anthin. Sau những trận thắng rất là nhiều của anh ta, của anh có điều gì muốn nói? À, bất kỳ vinh quang nào phải có hy sinh đúng không? Rất là một câu nói rất là hay đến từ anh Anthin. Cảm ơn anh Anthin. Rất là khuất phục. Ôi trời ơi. Ăn tôi rồi. Được, cookie đang bắn được. Đúng rồi. Uầy, có cấp trâu quá đêm ạ. Vâng, cốc trâu ghê thật. Đây à. Hả? À. Bỏ ngon vào. À, thay. Thay con này. Ờ, được rồi. Đây hồi nãy có cái đồ gì áo tròn lửa với cái gì ngọc quá khổ là cái gì á? Cái này cho rồng luôn à? Là cái ngọc đây được cái gì đây? Ui và đây là trường sa ma. Trường sa ma. Ui con nhện của anh ta khỏe quá mọi người ơi. À. Chim cúc kỳ hài khó. Bán con on cho rồi à, để on lại xíu đổi con này đúng không đi cookie hay này. Bán này à, để luôn nhẹ cái ô. Huấn luyện viên Anthin qua nhà tôi nó ngó cái gì vậy? À, ui con rồng, ui hai con rồng luôn,
Ui. Ui ô. Ui anh đi tin. À không. Bình luận viên anh đi tin. Mắc bài tôi quá mọi người ạ. Là cái giáp này. Là cái giáp này. Thì là cái này. Cái này à. Cái này à. Thì là cái này. Ok nghe lời. Bỏ da xui rồi. Gắn cái này cho con chít à. Hả? Hả? Lưu lưu rồi. À. Ok. Cái gì? Đó cũng là những chuyện thủ mà. Một cái giáp này vô cho con này trước nha. Bỏ con rồng lui ra xíu chứ. Ui anh Kazuma. Không, thấy sợ rồi đó. Ơ được kìa. Đồng thằng mình làm được kìa. Cookie. Không không không. À. À. Tôi kết thúc với vị trí thứ 6 rồi mọi người ạ. Thôi quay lại trở lại với việc bình luận viên của mình rồi. À. Ui Sunred là lên cookie 2 sao. Ủa anh ta đã gắn găng tay đạo tặc cho cookie. Không biết anh ta đang nghĩ gì. Ủa anh ta lên. Luyện rồng, rồng thần, huyền long, lễ hội, pháo thủ. Chị vết thấy. Căng. Cookie đang được bắn, cookie của Sunred đang được bắn. Tôi bất ngờ. Chiến thắng với một máu của cookie của Sunred. Kazuma là chịu mất 5 máu. Và anh ta vẫn đang trụ lại với vị trí top 1 của mình. Và đây là Trường Sama. Trường Sama đang chơi đội hình 6 âm long, 1 rồng thần và 2 đấu sĩ. Bây giờ ra bình luận đây. Khánh. Không biết bình luận viên anything của chúng ta có thể lấy cái top 1 hay không. Anh ta đang chơi rất là nhiều hệ. Nhưng mà hệ chủ lực của anh ta là lôi long. Lên rồng 2 rồi kìa. Những cú đá của con rồng của anh ta không biết có thể dứt điểm được đối phương hay không. Con rồng đá bằng mồm. Như con cóc của anh ta thấy mập hơn một xíu thì phải. Rồi bắt đầu thôi nào. Bình luận trận đấu của anything thôi. Anh ta đã gặp top 1 Kazuma. Lôi long đang đấu với những kỵ sĩ. Huyễn long sẽ đánh với lôi long. Thật bất ngờ. Một cân cả đồ hình là có thật. Anything đã chiếm trọn top 1 của Kazuma. Kazuma đang rớt top 2 rồi mọi người ạ. Không biết Kazuma có roll để kiếm tướng hay không. Người ta đang roll rất nhiều, đã kiếm được con bạc. Con bạc mà. Ủa anh thấy con bạc mà. Kazuma mà. Anh chuyển qua rồi, chuyển qua là nói chuyển qua Kazuma đó, Kazuma gì chứ.
xem top 2 đi cho em đi. Nó con rồng đái hết cả hình. Ô, là nó đái hết mục tiêu trên bàn cờ đúng không? Tiếng của Huyền Long với Lôi Long. Chúng ta lại chết lại anh Anything xem. Anything đang trông chờ vào điều gì đây? Anything đang roll. 32 hoặc là Yasuo 2. Kazuma đang chết Anything. Đây là cuộc chiến giữa chú cốc với con rồng con. Quá hay. Ôi. Ê. Cú đái thứ hai. Quá. Bây giờ chỉ có đồ gì mà kháng phép nhờ? Bí ẩn rồi. Áo trong lửa đã được gắn vào. Đây đây. Yasuo. Con rồng được bảo kê luôn. Chắc quá. Cái con rồng nó tính ra chỉ có con si phèn nó nhảy hên xui nhảy tới chụp mẹ con rồng nha. Bình luận với nghe Anything đang chơi con bài khá chắc. Người ta đã có lóc rồi. Anh ta đã chịu rất nhanh. Đã qua đảo lại như Ronaldo. Người game đang bị nhái hay sao anh em? Sao lại lóc trúng cái con đó vậy? Ôi rất hay. Ôi rồng vẫn đái được mọi người ạ. Yasuo là clear. Thật bất ngờ. Ôi thật bất ngờ chẳng đâu. Có thể lật được lật kèo với Yasuo. Quá hay. Anh Anything đã lóc được con Yasuo nhưng thật bất ngờ Yasuo đã bọc vào hàng thủ của Anything. Ủa, đồ tóc luôn kìa. Cái kiếm tóc kìa. Cái kiếm hồi năng lượng này. Cái kiếm hồi năng lượng kìa. Trận đấu thì trở nên căng thẳng đây. Tôi đề nghị trận đấu đã bị kết thúc vào trận trước nhưng mà không. Với tài chấp cờ của Kazuma thì bình luận viên Anything của chúng ta có thể chiến thắng và lấy top 1 được hay không? Bạc 2. Anh đang chủ đích lóc con gì vậy anh bình luận viên Anything?
Lại một pha đảo như Ronaldo của anh Anything. Anh ta đã đổi. Ủa, bạc đang bị bắt. Bạc đang bị bắt nhưng mà bạc vẫn chơi được. Rồng lại được đái rồi. Rồi thật bất ngờ. Nhưng mà không có gì bất ngờ trong đây cả. Cái đó là cái hên của anh em xin của chúng ta thôi. À, một pha đảo như Ronaldo của anh Anything. Ôi trời. Đầu qua đầu lại như Ronaldo. Lóc được bạc là bạc hết được chơi luôn. Ủa ví dụ như chừng nào mà bình luận mà vô xem chỗ nào? Cái chỗ mà vô kiểu như ý anh hỏi là khán giả đó. Dạ. Dạ. Từ từ vô nha. Cái ly anh. Cầu đưa cầu thề. Đây để thua nhiều, ta thắng nhiều. Không chơi à? Người xem không chơi à? Bài rất khó à? Tiếp tục vào cuộc hành trình thôi anh em ạ. Và sau đây tôi và bình luận viên Anything sẽ bình luận tiếp trận đấu này. Cuộc chiến giành những cái cung. Lời nước mắt là đẹp rồi. Đây là một tuyển thủ 213. Tuyển thủ của Mỹ Nhân Thế.
sau trận thắng top 1, hình như anh Anything của chúng ta đang bị đau hồng mọi người ạ. Ôi trời ơi. Nghe đọc giáp đi, nghe đọc giáp đi. Cái gì vậy? 6-18 3 đứa 1 2 3 đâu? Đâu mà đâu? À. Bao nước à? Ôi! Chết bà! Có cho mình lùng viên Luka không chơi cái này được không? Ôi. Ủa sao nãy giờ không thấy cái đội hình nữa? Có thủ đâu hết vậy? Thôi mình chơi boy màu cam thôi mọi người ạ. Rồi. Em lại chơi dậy rồi. Ôi trời ơi. Mà không được đẹp mọi người ơi. À vậy là 4-5 người chơi. Chắc nhẹ được anh với Phương rồi mọi người. Lại tiếp tục với Talk Show thôi. Hello anh em đi tìm. Anh xin sang ban đội hình gì mà trận đấu hôm nay? Anh em đi tìm. Cao quá mọi người. Phúc nợ
năm này. Giờ anh phải làm sao? Phải làm sao? Sao em đéo được thả? Năm là gì ạ? Sức trường đại cấp lên để mua tướng à? Thank you.
Sau đó mọi người Thank you.
Bắt cái thằng sau rồi. Thank you.
Cookie đâu ta? Không được thấy gì. Nó không ra thêm một con. Chết mẹ rồi, tôi chuyển sang mẹ rồi. Thank you.
gặp đạn luôn. Ôi. Ôi. Tạm biệt. Học từ Sama luôn. Cứ tung lên chim là mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem live stream của mình nhé. Rất là hay. Rồi nha, tạm biệt mọi người.